Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Thì giới thiệu khóa học hôm nay là khóa học giúp cho bạn tìm ra động lực học tiếng Anh đúng đắn và duy trì học lâu dài, xóa bỏ niềm tin giới hạn về bản thân và tiếng Anh, phá vỡ tư duy sai lầm và thay thế bằng những phương pháp hiệu quả đã được chứng minh bởi các nhà ngôn ngữ học. Bạn sẽ được học phát âm bài bản, nâng cao khả năng nghe hiểu, nghe phản xạ, tăng khả năng nói tiếng Anh một cách đột phá dựa theo các nghiên cứu về ngôn ngữ đã được kiểm chứng. Bạn sẽ biết cách học từ vựng, không bao giờ quên, cách tăng tốc vốn tiếng Anh một cách thần kỳ, cũng như kích thích trí sáng tạo và trí nhớ để học từ vựng xuất sắc. Bạn cũng nắm được các phương pháp luyện nói và có 102 không được ai dạy ở trường và các trung tâm thông thường. Khóa học giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều giờ đồng hồ tự tìm kiếm các phương pháp học tiếng Anh tràn lan trên mạng và nhiều tháng trời tự trải nghiệm với phương pháp và các chiến lược học được đưa ra đều dựa trên các nghiên cứu khoa học cũng như trải nghiệm về bản thân mình, được hướng dẫn thực hành bài bản bởi người sử dụng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp hàng ngày, tạo động lực học hàng ngày và giúp bạn đo lường được tiến bộ trông thấy, hiểu bản chất của việc học ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng tự học hiệu quả lâu dài. Khóa học giải quyết được nhu cầu cơ bản cũng như vẽ ra con đường tự học khiến cho ai cũng có thể học được. Lợi ích của khóa học là biết cách tra từ điển và tự đọc bất cứ ký tự nào, cải thiện khả năng nghe ngay lập tức và nắm được phương pháp học nói, loại bỏ rào cản niềm tin giới hạn về bản thân cũng như nỗi sợ tiếng Anh và tự tin trên con đường tự học, nâng cao phản xạ nghe và hiểu từ vựng căn bản cách nhanh chóng chỉ trong vòng 3 tháng, nắm được cách học ngữ pháp nhẹ nhàng và hiệu quả, xây dựng chiến lược học tăng tốc, khôn ngoan, không đốt cháy giai đoạn. Đối tượng đào tạo, người đi làm, mong muốn cải thiện tiếng Anh, sinh viên, sắp ra trường, bất kỳ ai muốn tìm phương pháp và lộ trình tự học tiếng Anh, người muốn lấy lại gốc để tự học chuyên sâu về sau này, thì mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu. Chào các bạn, mình là Hà Bắc. Công việc hiện tại của mình là thông dịch viên cho những chương trình đào tạo, những chương trình chuyên sâu của những diễn giả nước ngoài ở Việt Nam. Và các bạn đang tự hỏi là điều gì có thể khiến mình đạt được thành tựu khá là đáng nể như vậy về tiếng Anh. Tất cả những gì mà các bạn muốn biết sẽ được tiết lộ ở trong khóa học hướng dẫn học tiếng Anh cho người mất gốc. Ở trong bộ video này, mình sẽ bật mí cho các bạn những bí quyết, những chiến lược học, những phương cách học đã giúp mình có thể đạt được đến kết quả ngày hôm nay. Đầu tiên, bạn sẽ học được cách tự tạo động lực cho bản thân trong những lúc học tiếng Anh mà không có người bên cạnh. Bạn cũng sẽ được trải qua những bài tập tâm lý mà sẽ giúp bạn loại bỏ đi trạng thái tiêu cực ủ rũ khi bạn học tiếng Anh để bạn có được niềm tin mạnh mẽ khi bạn học tiếng Anh. Bạn sẽ có một tư duy học cực kỳ chuẩn xác và khoa học dựa trên những nghiên cứu ngôn ngữ đã được chứng minh. Bạn cũng sẽ có được cách học hiệu quả cho từng mô đun học khác nhau. Học phát âm, từng âm một bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết. Cộng với việc là học từ vựng, bạn sẽ không bao giờ quên. Và chiến lược học ngữ pháp khôn ngoan cũng như là chiến lược học tiếng Anh tăng tốc mà không hề đốt cháy giai đoạn. Tôi sẽ không hứa bạn trở thành một siêu sao tiếng Anh, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn trở thành một người có tư duy học dài hạn, học chậm mà chắc, học đến đâu dùng đến đó. Hẹn gặp các bạn tại khóa học của mình. Và các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học tự học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Và các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký khóa học ở đường link phía dưới video này để nhận được sự ưu đãi là 40%. Thì khóa học này với giá là 700.000 và các bạn chọn vào đường link ở phía dưới sẽ được ưu đãi là 40%, chỉ còn lại là 419.000. Thì khóa học này có thể giúp cho các bạn kiến thức về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và
Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận những video mà mình chia sẻ những khóa học hữu ích đối với các bạn. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.